Vâng, và tiếp tục anh Chiến lại đưa đến cho các bác hai mẫu CD của Đờ Nông với giá rất là hợp lý, cũng như là hàng tuyển lựa chọn kỹ lưỡng để phục vụ các bác với tiến độ những sản phẩm đúng chất hàng bãi về và đẹp xuất sắc nha các bác, để các bác nghi và trưng bày và sưu tầm những sản phẩm mà các bác thấy yêu thích. Thì con này là con Đờ Nông S10, thì các bác rất là quen thuộc với anh em chơi audio và những dòng S10 nó tích hợp dàn mã DAC. Nếu các bác nào thích nghe nhạc mạng vừa vừa CD vừa có thể nghe YouTube qua cổng DAC Optical thì các bác lựa chọn con S10 này, giá là vẫn 15 triệu, xin lỗi các bác, 13 triệu 500 ngàn đã bao gồm phí ship. Hai sản phẩm này về trong sáng nay, còn catalog và khiển theo máy đấy các bác thể thấy nha, đầy đủ. Khi em quay như thế này thì các bác mua hàng thì sẽ nó đi theo đầy đủ như kia đó, nhưng mà cái đĩa là của em nha, chứ cái đĩa mà bỏ theo là và vận chuyển nó sẽ gây không ảnh hưởng, không tốt cho đầu máy. Nên khi mà những cái CD á thì các bác có thể gửi đi xa hay là các bác gửi cho ai thì nên lấy đĩa ra nha. Đấy, đây là đĩa để em test thôi. Đây là con 1650AZ với giá cực kỳ hợp lý và giá cực tốt ở tại shop em, giá là 7 triệu rưỡi bao gồm catalog, dây nguồn và khiển theo máy. Sau đây em sẽ bật vào và test máy cho các bác nha. Rồi chi tiết là tí nữa em sẽ quay xong thì em mời các bác xem hoạt động của nó. Hai sản phẩm đều sử dụng là cấu hình làm mạch phay vàng chanh nha các bác, vàng chanh nha, này là cũng vàng chanh luôn nha, rất là đẹp nha, đẹp long lanh luôn nha các bác, 1650AZ nha, tất cả là đẹp ngon lành hết và đẹp rất là nhanh nha các bác. Và đây là con S10, con này thì giá 13 triệu 5, còn con 1650AZ thì nó giá là 7 triệu rưỡi. Hai em đều có size và kiểu dáng như nhau nha các bác, nhưng mà nó cái đời nó sẽ khác nhau. Đời 1650AZ là nó thấp hơn đời S10 nên là giá nó sẽ tốt hơn, và 1650AZ cũng là một đối thủ rất là tuyệt vời ở phân khúc giá dưới 10 triệu mà có thích Đờ Nông một chất âm high-end chi tiết độ dài tiếng cao thì các bác có thể lựa chọn 1650AZ hoặc là một trong những con CD rất tuyệt vời. Và phân khúc trên 10 triệu thì chúng ta có thể lựa chọn S10, nó tích hợp dàn mã DAC để các bác nghe nhạc YouTube, còn các bác nào muốn chỉ yêu thích nghe CD thôi thì đây là một đối tác ở phân khúc dưới 10 triệu và là trên 7 triệu với tầm trung, thì nó là một cũng là rất, sản phẩm rất là đáng chơi. Rồi tất cả là hoạt động ngon lành hết nha các bác đấy. Đẹp video quá và máy rất là đẹp nha. Hai em đều sử dụng mạch vàng chanh. Rồi em sẽ lấy phụ kiện xuống và que để các bác xem luôn nha. Đây là khiển của con 1650AZ Catalo. Đây là phía trên nóc, có thể thấy độ đẹp của nó nha. Đây phía cạnh bên phải, chúng ta tiếp tục. Đây, mới keng luôn nha các bác. Đây các bác thể thấy. Tổng thể hai sản phẩm. Rồi em sẽ đến cạnh bên trái. Đây cạnh trái của con là 1650AZ nha các bác. Các bác thấy độ mới đó chưa? Tiếp tục, đây là cái cạnh bên phải. Và cái quan trọng nhất, nó là máy chất bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Con này về trong sáng nay cùng với hai cặp loa và mấy con CD Sony nữa. Đây là cạnh trái, đẹp long lanh luôn nha. Thì phía sau thì nó đang mắc cây dây điện, thì em sẽ đi về phía sau và em quay cho các bác cùng xem nha. Đây, phía sau thì nó có cái cổng kết nối hai đường ra nha các bác. Đường là chúng ta dùng volume tăng lớn nhỏ và một đường nó sẽ ra maximum và sử dụng điện áp là 100V. Các bác thấy độ mới này, chung là mới lắm nha các bác. Và đây cũng vậy, đây nó cũng có hai đường mà nên nó cũng hai đường ra và ra lớn ra nhỏ và để kết nối với remote và tăng âm lượng, hoặc là một đường để ra maximum luôn, cũng là điện 100V. Đấy, bác nào lái thì alo xem nha. Con Đờ Nông S10 thì nó 13 triệu 500 ngàn, chuyển khoản đủ em bớt 200 ngàn. Và con 1650AZ cũng vậy nha các bác, 7 triệu 500 ngàn, chuyển khoản đủ em bớt 200 ngàn. Rồi em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nào yêu thích con CD nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho em Chiến qua hai số điện thoại trên.
các bác cọc tiền thì sẽ cọc cho em 1-2 triệu thì em ship hàng tận nơi cho các bác, nếu các bác mới lần đầu mua hàng bên em. Còn các bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt mỗi sản phẩm là 200 ngàn.